500m nữa rẽ phải vào Lê Duẩn. Rẽ phải vào Lê Duẩn. Hai trăm mét nữa tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ ba vào đoạn đường nối đường cao tốc Hà Nội Ninh Bình, đường cao tốc 01. Ra khỏi vòng xuyến vào đoạn đường dốc 400m nữa nhập vào đường cao tốc Hà Nội Ninh Bình, đường cao tốc 01. Anh ơi, cho mà anh chạy em đi nhà chạy vận rồi. Vâng. Cho một người chạy em đi nhà vận. Vâng. Nên đến đâu ạ? Đường cao tốc 01 49 km nữa.